là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trên lĩnh vực sản xuất mây che đan. Sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Phong đã có mặt khắp cả nước và xuất khẩu sang thị trường 34 quốc gia. Để chinh phục được các thị trường khó tính, công ty đã nỗ lực tham gia chương trình OCOP của tỉnh. Năm 2021, công ty có 2 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 1 sản phẩm đèn lồng treo mây che đan đang trình hội đồng đánh giá phân hạng cấp trung ương xem xét công nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia 5 sao. Đối với thị trường xuất khẩu thì những cái sản phẩm mà đạt tiêu chí là OCOP thì công ty có thể sử dụng là các hình ảnh các cái thương hiệu OCOP để quảng bá khách hàng. Thì đối với những khách hàng mà lần đầu tiên người ta làm việc với các doanh nghiệp Việt Nam thì người ta nhận thấy được đấy là một cái sản phẩm thứ nhất là nó có cái bản sắc văn hóa của người Việt Nam, thứ hai nữa là có được cái sự đảm bảo của cơ quan nhà nước và có thể là đặt hàng luôn các cái đơn hàng mới mà người ta không phải mất thời gian 1 đến 2 năm để tìm hiểu về công ty. Nhờ sản xuất theo quy trình Việt Gáp, sản phẩm rau mùi tàu của xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt OCOP 3 sao năm 2019. Từ đó, địa phương và hợp tác xã bắt đầu quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước. Một số nước đã tìm hiểu để nhập khẩu. Và từ tháng 4 năm 2021, thông qua một công ty chuyên xuất khẩu, rau mùi tàu Diễn Thái đã được xuất sang Hàn Quốc với giá bán gần 30.000 đồng một kg, cao gấp 3 lần với giá bán trong nước. Hiện sản phẩm đang được xúc tiến để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Các cái quy trình về làm rau mùi tàu thì phải tuân thủ các theo cái quy trình của làm rau Việt Gáp. Các cái bước về là phải từ cái khâu chọn giống sản xuất rồi cái sơ chế để đến khi có rau về để nhập cho các công ty thì mình phải có sơ chế kỹ càng, tuân thủ các bước kiểm nghiệm chặt chẽ để mới đạt được rau để mà đi ra xuất khẩu. Với những thành công bước đầu, chương trình OCOP của tỉnh đang được siết chặt, chuẩn hóa chất lượng để nâng cao giá trị thương hiệu. Sản phẩm được công nhận OCOP đạt chất lượng từ 3 sao trở lên đang được hỗ trợ kinh phí đầu tư dây chuyền, công nghệ mới, phục vụ sản xuất, hỗ trợ quản lý nhãn hiệu sản phẩm OCOP, tham gia xúc tiến thương mại, xây dựng website quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm. Từ cái việc nâng cao cái chất lượng, mở rộng cái quy mô sản xuất, đẩy mạnh cái việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, huyện Nam Thanh sẽ hỗ trợ cái việc xúc tiến, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP ở trên địa bàn huyện và đã xây dựng và đưa vào vận hành cái trang website OCOP của huyện Nam Thanh. Và hiện nay chủ thể của cái sản phẩm OCOP đã tiến hành quảng bá, giới thiệu cái sản phẩm đến một số cái nước. Các sản phẩm được gắn sau OCOP như là định danh cho thương hiệu, rất thuận lợi cho doanh nghiệp khi tiêu thụ sản phẩm và nhất là khi tham gia xuất khẩu. Vì vậy mà hiện nay, có khá nhiều sản phẩm OCOP của tỉnh Nghệ An đã được xuất khẩu qua các thị trường khó tính như Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã khẳng định được chất lượng sản phẩm của mình, tiến đến mở rộng thị trường xuất khẩu.